52 năm binh nghiệp. Hồi ký. Tác giả Lê Hoàng Phúc. Giọng đọc Hải Yến. Số 9. Ngày 21-22 tháng 5 năm 1972, địch tiến hành tổ chức lực lượng, phương tiện, kể cả tình báo, gián điệp, chỉ điểm, trinh sát nắm quân ta, đặc biệt là đội hình phòng ngự, bố trí lực lượng, sở chỉ huy, hành lang tiếp tế, vận chuyển. Ngày 22 tháng 5 năm 1972, tôi trở về đội hình đơn vị. Đại đội trinh sát vẫn phòng ngự từ bờ sông Hậu, kéo về Tây Bắc, hình thành vòng cung bảo vệ sở chỉ huy tiền phương từ Khánh An qua hướng Đồng Kỳ và Rồng Gia, cách đồn Khánh An khoảng 200 mét, kéo ra cánh đồng Khánh An, Khánh Bình. Cũng trong ngày 22 tháng 5, địch đưa bọn lính đồn Khánh An lên thăm dò, bị đại đội trinh sát đánh, chúng lùi về đồn. Máy bay và pháo binh địch tập trung đánh ở hướng Đồng Kỳ và Long Bình. Ngày 23 tháng 5, có lẽ địch đã nắm được ta. Chúng bắt đầu đưa lực lượng biệt động quân, bảo an lên hướng Đồng Kỳ, Khánh An và Long Bình đánh thăm dò. Máy bay và pháo địch đánh cả Khánh An, nơi đặt sở chỉ huy tiền phương. Chúng cho khoảng một đại đội bảo an từ ngã ba Rồng ra theo đường đồng, tiến vào khu vực sở chỉ huy tiền phương chiến dịch. Đụng đại đội trinh sát, chúng lùi ra cách khoảng 1 km nằm lại. 15 giờ, đại đội trinh sát điều chỉnh đội hình phòng ngự để đối phó địch tấn công vào ngày hôm sau. Ngày 24 và 25 tháng 5, địch phản kích ta quyết liệt. Ở mặt đất, bọn biệt động quân, bảo an chia nhiều hướng, nhiều mũi tấn công ta trên khắp mặt trận, từ Phước Hưng, Đồng Kỳ đến Khánh Bình, Khánh An. Bọn địch tại chỗ được lực lượng trên đến tăng viện đã chuyển sang phối hợp với bọn cơ động đánh ta. Trên không, máy bay địch ném bom dữ dội, chúng đánh bom vào các làng mạc của dân. Sở chỉ huy tiền phương di chuyển ra rìa làng, ẩn dưới chòm xoài. Phân đội một trinh sát được điều đến cùng sở chỉ huy tiền phương chiến dịch, đề phòng địch đổ bộ đường không xuống ngay sở chỉ huy. Tôi cùng một tổ được bố trí chung hầm với chú Hai Hải. Có lẽ địch phát hiện ra vị trí sở chỉ huy nên chúng tập trung bom pháo đánh dữ dội vào khu vực đó. Các đài thông tin cùng đài trinh sát kỹ thuật của ta thường đặt cạnh sở chỉ huy để tiện chỉ huy. Do không có ai biết phải đặt trạm thông tin liên lạc và các đài kỹ thuật cách sở chỉ huy từ 1,5 km trở ra, đặc biệt là thông tin vô tuyến điện, chắc địch giao hội bằng máy bay trinh sát kết hợp trinh sát mặt đất, chúng mới tập trung bom pháo vào khu vực này. Buổi sáng 25 tháng 5, địch đưa quân sang đánh chiếm bờ đông sông Hậu, từ Mương Vú đến Bưng Tràm, nhằm cắt đứt đường về căn cứ B1 và đánh bom hủy diệt Pretoria, chặn đường tiếp tế hành lang vận tải của ta. Ý định của địch đã rõ. Chúng hình thành thế bao vây chiến dịch nhằm tiêu diệt toàn bộ lực lượng của ta ở huyện An Phú, Phước Hưng, Đồng Kỳ, Nhơn Hội, Khánh Bình, Khánh An. 8 giờ sáng 25 tháng 5, 1972. Hai chiếc đầm già sau nhiều vòng quần đảo phóng hai trái pháo tín hiệu chỉ điểm. Máy bay F-105 đến ngay và bắt đầu ném bom xuống khu vực bố trí sở chỉ huy tiền phương. Chúng đánh từ bờ sông Hậu vào đến danh làng, đánh bom vào cả nhà dân lẫn vườn cây. Nhà cháy dữ dội. Xen kẽ các trận bom là các đợt pháo địch bắn. Vẫn tập trung vào khu vực có sở chỉ huy bố trí. Khoảng 11 giờ, bọn địch ở mặt đất thực hành tấn công trên hai hướng vào khu vực sở chỉ huy. Hướng thứ nhất vẫn ở ngã ba Rồng ra đánh vào. Hướng thứ hai từ đồn Khánh An theo bờ sông đánh lên,
nhưng bị lực lượng đại đội trinh sát trung đội cảnh vệ đánh trả, buộc địch phải dừng lại và gọi máy bay, pháo binh tiếp tục đánh vào khu vực sở chỉ huy. Bộ phận trinh sát kỹ thuật báo cáo tọa độ của pháo địch sẽ đánh sắp tới. Chú Hai Hải bảo các anh trợ lý tác chiến mở bản đồ ra, tra tọa độ và xác định pháo địch bắn vào trận địa phòng ngự của đại đội trinh sát. Còn các tọa độ bom, địch đánh vào khu vực sở chỉ huy sâu bên trong. Tất cả xuống công sự hầm ẩn nấp. Tôi đứng ở miệng hầm của chú Hai Hải, tỉnh đội phó, quan sát. 13:30, máy bay F-105 theo hướng Tây bổ nhào cắt bom. Hai quả bom đầu, tôi thấy đầu lẫn đuôi của nó, cúi xuống hầm tôi thông báo. Bom nổ đấy. Hai quả bom nổ cách hầm khoảng 150 mét, chệch về hướng bờ sông. Hai quả tiếp theo rời khỏi máy bay. Tôi nhìn thấy phân nửa quả bom, tôi cúi xuống thông báo. Nó gần hầm mình. Hai tiếng nổ long tay và hầm rung chuyển mạnh bởi sóng xung kích, vì hai quả bom chỉ cách hầm khoảng 70 mét. Hai chiếc F-105 ném hết bom vừa bay đi, thì hai chiếc khác xuất hiện. Chúng vòng lại và bổ nhào cắt bom. Hai quả bom là hai chấm tròn lụi lao xuống. Tôi lấy tay bịt hai lỗ tai, đồng thời cúi xuống hầm hét. Ngay hầm! Hai luồng gió rất mạnh ập vào hầm, hất tôi bắn vào bên trong. Khói lửa trùm lên căn hầm, rồi không còn nghe thấy gì nữa. Khoảng chừng 15-20 giây sau, tôi bừng tỉnh và trong hầm có tiếng nói lớn. Chưa sập hầm, có ai sao không? Tất cả chưa ai lên tiếng, thì hai cú giật cùng lửa khói tiếp tục ập vào hầm. Nhiều tiếng ho sặc sụa bởi đất cát bắn vào họng. Khoảng 30 giây sau, không thấy bom nổ nữa, tôi nhoài người lên miệng hầm, chứng kiến cảnh vật hoàn toàn khác lạ. Bốn hố bom nằm bốn góc hầm từ 7 đến 10 mét. Nó phạt đứt tiện ba cây xoài xung quanh hầm và xa hơn khoảng 100 mét, không còn cây cỏ nào cả. Một bãi đất trống bằng sân bóng đá, nắp hầm bay hết đất, lộ các khúc chuối tưa tải trên nắp hầm. Các hầm khác của sở chỉ huy cũng tương tự hầm tôi. Nhưng điều kỳ diệu là không có quả bom nào rơi đúng hầm và cũng không có ai bị thương vong nặng. Chỉ bị sức ép của sóng bom làm một số đồng chí tức ngực hoặc chảy máu lỗ tai. Trong chiến tranh, dễ chết vì tên bay đạn lạc, nhưng cũng không phải dễ chết bởi những trận bom pháo đánh ngay đội hình. Cái may lần này là địch lại toàn sử dụng bom quét mà không sử dụng loại bom phá. Bom đìa nổ tạo thành những hố to như cái đìa, bộ đội ta gọi là bom đìa. Tôi còn một lần gặp may nữa là bị máy bay B-52 đánh trúng đội hình nhưng không bị làm sao. Toàn sở chỉ huy được lệnh nhanh chóng củng cố hầm ẩn nấp và công sự, ngụy trang lại. Máy bay trinh sát L-19 của địch xuất hiện. Pháo địch lại tiếp tục bắn vào đội hình phòng ngự của đại đội trinh sát. Và sau đó bộ binh địch lại xung phong vào trận địa, nhưng vẫn bị lực lượng ta ngăn chặn và đẩy lùi. 15 giờ ngày 25 tháng 5, các đồng chí chỉ huy nhận định có lẽ địch dừng tấn công ngày hôm ấy. Khoảng 5 phút sau, bộ phận trinh sát kỹ thuật đến báo cáo các tọa độ địch sẽ đánh bom bắn pháo tiếp theo. Chú Hai Hải cười, nó hù mình đó, chứ chiều rồi còn đánh nữa à? Nói thế, nhưng chú vẫn cho sở chỉ huy vào hầm ẩn nấp. 15:30, bọn F-105 lại kéo lên đánh một đợt bom vào khu vực sở chỉ huy, nhưng lần này cách xa khoảng 100 đến 150 mét. Dứt đợt bom, liền đến pháo. 14 giờ, đại đội trinh sát báo địch bắt đầu lùi quân ra xa. Đồng thời, chúng tôi cũng được lệnh chuẩn bị rút quân. Còn kế hoạch rút quân ra sao, theo đường nào thì sẽ phổ biến sau. Trước mắt, phải tranh thủ lo cơm nước. Phân đội tôi trở về đội hình đại đội để làm công tác chuẩn bị. Về sau tôi mới biết chiến dịch được kết thúc để bảo toàn lực lượng.
18:30 ngày 25 tháng 5 năm 1972, Sở Chỉ huy Tiền phương chiến dịch bắt đầu rút quân. Ý định dự kiến sẽ đi theo hai phương án. Phương án thứ nhất ưu tiên vượt sông Hậu sang bờ Đông, đoạn giáp Long Bình và Khánh An qua Vretchrey về đất Campuchia. Sau đó vòng lại sang sông Hậu về căn cứ B3. Phương án thứ hai, theo cánh đồng xã Khánh An lên Khánh Bình, vượt sông Bình Di về căn cứ B3. Sở chỉ huy rút theo phương án này. Anh Đạt, phân đội phó dẫn phân đội trinh sát, chọn đoạn trên đồn tên Bánh khoảng 300 mét để đưa sở chỉ huy vượt sông Hậu. Nhưng vừa đến mép chòm cây Giang Tây, cách bờ sông khoảng 50 mét, anh Đạt và tôi cùng lúc nghe tiếng động phía trước. Hai anh em vội ngồi thụp xuống và đội hình phía sau cũng ngồi theo. Nghe tiếng mở khóa an toàn súng cách chúng tôi chừng 4 mét. Tôi vừa giương súng lên thì lửa đầu nòng súng của tên địch lóe sáng liên tục. Tôi đưa nòng súng về đó kéo điểm xạ dài. Anh Đạt lăn sang bên không bắn được, nhưng phía địch cũng không bắn thêm. Ở hướng địch có tiếng rên cùng tiếng chân người chạy thình thịch xa dần. Tôi nhào đến anh Đạt hỏi khẽ, anh có sao không? Anh bị thương ở bàn tay rồi, anh khẽ trả lời. Tôi cầm súng của anh Đạt và cảnh giới để anh tự bò về phía sau, và tôi cũng lùi dần một đoạn thì các anh chỉ huy đại đội cùng anh trợ lý tác chiến đến. Anh Đạt và tôi báo là ta và địch đụng tao ngộ nhau trên con đường mòn xuyên qua chòm cây Giang Tây dày. Có lẽ địch cũng đang trên đường cơ động ra rìa làng để triển khai phục kích ta. Tôi nói thêm, bọn này là dân vệ, vì nó bắn lúc nãy là súng cạc bin M2. Có lẽ có thằng bị thương vì tôi nghe tiếng rên. Do cây Giang Tây quá dày, chúng không thể triển khai đội hình để bắn tiếp được. Hình như nó cũng lùi lại bờ sông rồi. Anh Đạt cùng các anh đều xác định nhận định của tôi nhiều khả năng là đúng. Chúng tôi được lệnh dừng lại, chờ sở chỉ huy kiểm tra tình hình. Khoảng 30 phút sau, được lệnh chuyển hướng sang phương án thứ hai. Vì theo tin vừa mới nắm được, địch đã triển khai lực lượng cả hai bên bờ sông Hậu, bịt kín đường ta rút lui về căn cứ B1 và Pretchrey. Đồng thời, chúng lùa dân hai bên bờ sông cùng ghe xuồng về khu vực chợ Long Bình, chợ Khánh An, nhằm cắt đứt liên lạc của cơ sở ta và không còn phương tiện để ta vượt sông Hậu. Chúng tôi mở đường về hướng xã Khánh Bình. Để phòng ngừa địch phục kích, chú Hai Hải yêu cầu chọn đoạn giữa đồn ngã Ba Đình và chợ Long Bình nhằm tạo bất ngờ với địch. Chúng tôi đã đến cách bờ nam sông Bình Di khoảng 100 mét. Đội hình dừng lại để trinh sát bám vào bờ sông, ra về hướng chợ Long Bình và hướng ngã Ba Đình, mỗi hướng khoảng 100 mét. Sau đó, để hai tổ cảnh giới hai đầu bến vượt, trinh sát bắt đầu tiếp tục vượt sang bờ bắc sông Bình Di và cũng rà địch bên bờ bắc, đến đoạn bắt liên lạc được với hai tổ ở bờ nam sông. Rõ ràng, địch sơ hở đoạn này hoặc chúng sợ bị ta tấn công nên không dám đưa quân ra phục kích. Bởi đoạn sông này lúc bấy giờ chưa có dân cư ở và cũng gần căn cứ B3 của ta, Vạt Lài. Các lực lượng cùng sở chỉ huy tiền phương vượt sông bằng tấm ni lông cùng những cây chuối vừa chặt ở bờ sông. Đến 3 giờ sáng ngày 25 tháng 5 năm 1972, toàn bộ lực lượng đã vượt qua sông Bình Di, sau đó hành quân tắt đường đồng về mương Chùa Thiếc, căn cứ B3 bờ tây sông Hậu, kết thúc chiến dịch. Để hỗ trợ cho thị xã Châu Đốc và huyện Châu Phú, tổ chức đưa lực lượng về địa bàn bám dân và tổ chức cơ sở, phát động quần chúng xây dựng lực lượng cách mạng. Tỉnh cử đại đội đặc công cùng một bộ phận trinh sát về căn cứ B2 hoạt động. Khoảng tháng 7 năm 1972, một phân đội trinh sát lên đường xuống căn cứ B2. Trung đội trinh sát do anh Nguyễn Kim Long phụ trách và tôi ở phân đội này. Lúc này nước đã tràn đồng. Từ mương Chùa Thiếc
bờ tây sông Hậu. Chúng tôi dùng xuồng bơi qua cánh đồng đến mương Thầy Phó, dưới chợ Lò Gò, huyện Angkor Brai, và từ đó theo cánh đồng giữa xã Phú Hội và Long Tiên vượt qua thị trấn Rô Mênh, huyện Cao An Đơ Ét, tỉnh Tà Keo, xuống dòng Bà Ca thuộc một xã của huyện Cao Hơ An Đét, tỉnh Tà Keo. Nó có độ cao hơn đồng trũng 2-3 mét, bắt nguồn từ thị trấn Rô Mênh, thoải dần về phía nam, và cuối dòng là Phum Kép Pơ Lơn, cách biên giới Việt Nam và kênh Vĩnh Tế 10-12 km. Ở đoạn giữa xã Vĩnh Tế của thị xã Châu Đốc và xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, dòng Bà Ca thời Sihanouk, dân sinh sống theo gân rồng, kinh tế tương đối chủ phú, nhà sàn bằng gỗ, lợp ngói, do họ khai thác lúa và thủy sản rất nhiều trên những cánh đồng cùng những lô rạch ở vùng trũng. Đến thời Lon Non, do chiến tranh, họ buộc phải rời bỏ vùng này đi lánh nạn. Khi chúng tôi đến đây, Phum Kép Pơ Lơn, thì vẫn còn lúa đầy bồ theo từng nhà cùng cối xay lúa, cối chày giã gạo. Việc đầu tiên sau khi ổn định vị trí là lấy lúa đổ vào cối xay thủ công, rồi mang ra đưa vào cối giã. Anh nào biết giã chày tay thì giã chày tay, anh nào không biết thì giã chày đạp, động tác dễ hơn. Thời gian đầu, chúng tôi tổ chức quan sát và trinh sát các phum chung quanh, với cự ly từ 3-5 km, xem có lực lượng nào ở không. Nhưng chưa có lực lượng nào đến, cả bọn Lon Non lẫn lực lượng Khmer Đỏ. Dân cũng chưa thấy người nào về. Sau đó, chúng tôi xây dựng đài quan sát và lập phương án chiến đấu đề phòng quân Lon Non từ Rô Mênh kéo xuống, lực lượng ngụy Sài Gòn từ kênh Vĩnh Tế thọc lên. Chúng tôi còn đào một số công sự có nắp để đánh địch ở mặt đất và tránh máy bay. Lúc rảnh rỗi thì xay lúa giã gạo để dự trữ cho mùa nước nổi. Khoảng cuối tháng 8 năm 1972, các anh trinh sát thị đội Châu Đốc dẫn chúng tôi và đại đội đặc công trinh sát mục tiêu địch để đánh. Mục tiêu được thị đội Châu Đốc đề nghị đánh là lực lượng Bình Định trú ở đồi Bạch Vân của núi Sam, quân số từ 15 đến 20 tên. Bình Định nông thôn thực chất là bọn tình báo tâm lý chiến. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng là tìm và đánh phá cơ sở cách mạng bằng các thủ đoạn nham hiểm nhất, đặc biệt là gia đình có người đi theo kháng chiến. Chúng được tuyển lựa rất kỹ từ ngoại hình đến phong cách, lý lịch, và đưa đi đào tạo bài bản về chiến tranh tâm lý cùng tình báo. Với vỏ bọc Bình Định xây dựng nông thôn, chúng dễ dàng tiếp cận cơ sở của ta và quần chúng nhân dân. Muốn tiếp cận được đồi Bạch Vân, từ căn cứ ta phải vượt qua kênh Vĩnh Tế rồi vượt qua lộ 91, sau đó phải leo đá lên độ cao khoảng 50-70 mét mới đến mục tiêu. Hình thái bố trí của địch ở khu vực núi Sam như sau. Trên đỉnh là trận địa pháo binh, đầu bờ bến đá là đồn, do khoảng một đại đội lực lượng bảo an đồn trú, cách đồn Bạch Vân khoảng 1,5 km. Đầu cầu sắt phía tây núi Sam hướng Tịnh Biên là lực lượng cảnh sát và đồn nghĩa quân địch. Trên bờ kênh Vĩnh Tế, khu vực chùa Bà Bài có khoảng một trung đội biệt kích biên phòng bố trí chung quanh chùa cùng đồn dân vệ xã Vĩnh Tế. Dưới kênh, ban đêm tàu giang thuyền địch thường xuyên chạy tuần tra. Kế hoạch đánh bọn Bình Định trên đồi Bạch Vân, núi Sam do đại đội đặc công thực hiện. Còn phân đội trinh sát chúng tôi là sau khi đưa lực lượng đặc công sang kênh Vĩnh Tế xong thì nhiệm vụ chốt chặn hai đầu của kênh, bảo đảm đánh ngăn chặn địch khi đặc công nổ súng tấn công đến khi đặc công rút lui qua kênh Vĩnh Tế. Đại đội đặc công cử hai tổ chốt chặn hai đầu lộ 91 đoạn qua đồi Bạch Vân. Lực lượng thị đội Châu Đốc tập kích vào chốt cảnh sát ở đầu cầu sắt hướng đi Tịnh Biên.
Một đêm đầu tháng 9 năm 1972, kế hoạch đánh đồi Bạch Vân, núi Sam được tiến hành. Sau khi đưa đặc công tỉnh sang kênh Vĩnh Tế xong, phân đội trinh sát chúng tôi chia thành hai bộ phận. Bộ phận chốt ở hướng Châu Đốc vào có hai xuồng do anh Tường chỉ huy. Bộ phận chốt đầu trong kênh Vĩnh Tế có một xuồng, gồm ba người, anh Long, anh Hồng Gõ hay Hồng Ba Râu và tôi, anh Long chỉ huy. Chúng tôi phải giữ bí mật chưa được nổ súng khi đại đội đặc công chưa tấn công. Vì vậy, các xuồng chốt chặn phải áp sát vào đám che tàu để cảnh giới. Mùa nước nổi năm 1972 khá lớn. Vào thời điểm đó đã ngập hai bờ kênh Vĩnh Tế lên tới 1 mét. Gần giờ nổ súng, chúng tôi kiểm tra lại súng đạn lần cuối. Ở hướng đồi Bạch Vân, lựu đạn bắt đầu nổ, nhưng súng và lựu đạn thưa thớt chứ không dồn dập như mọi khi. Chừng 5 phút thì trên đồi Bạch Vân không còn nổ nữa. Khoảng 15 phút sau, theo lộ 91 ở hai đầu đồi Bạch Vân, súng rộ nổ. Anh Long nói, đặc công gặp khó khăn rồi. Rồi ra lệnh cho tôi và Hồng xuống nước, lội vào các góc còng trên bờ kênh, sẵn sàng đánh địch từ chùa Ba Bài cơ động theo kênh Vĩnh Tế ra. Còn anh Long chống xuồng ra hướng Châu Đốc, hướng chốt của anh Tường, kiểm tra bộ phận này nhằm sẵn sàng đánh bọn bảo an cùng tàu địch ở bến đá núi Sam cơ động vào. Nhưng có lẽ địch tập trung lực lượng theo lộ 91 để bao vây đặc công mà chưa kịp triển khai vòng ngoài theo kênh Vĩnh Tế, hoặc địch sợ mùa nước nổi cơ động lực lượng bằng phương tiện dễ bị ta phục kích, nên bọn ở chùa Bà Bài báo động nhưng vẫn nằm yên. Tiếng súng êm hẳn, chỉ còn pháo sáng của địch bắn lên nhiều. Chừng 30 phút sau, chúng tôi phát hiện lực lượng đặc công về đến gần bờ nam kênh Vĩnh Tế nhờ ánh sáng của pháo sáng địch. Để chắc ăn, tôi phát ám hiệu liên lạc thì được trả lời đúng như quy định. Lúc này, pháo địch bắt đầu bắn ra hai bên bờ kênh Vĩnh Tế, nhưng chúng tôi vẫn chờ lực lượng đặc công và thị đội Châu Đốc vượt kênh Vĩnh Tế xong mới rút theo sau. Cách bờ bắc kênh Vĩnh Tế khoảng 5 km thì tất cả dừng lại nghỉ. Các anh đặc công tóm tắt lại trận đánh như sau. Chúng tôi tiếp cận đồi Bạch Vân theo đúng kế hoạch. Mũi chủ yếu do anh Thắng Còm, trung đội trưởng đặc công, làm mũi trưởng. Anh Nguyễn Văn Tựa, trung đội phó, làm mũi phó, mũi chủ yếu, có nhiệm vụ bò lên, vòng bên trái mục tiêu đánh vào lực lượng chủ yếu của địch và nổ súng lệnh. Mũi thứ yếu, vòng bên phải đánh vào mục tiêu. Khi tiếp cận đến tầm ném lựu đạn, anh Thắng Còm rút chốt lựu đạn chuẩn bị ném. Nhưng vừa buông càng lựu đạn ra, chưa kịp hất về phía địch, thì lựu đạn phát nổ ngay trên bàn tay, làm anh Thắng cụt hai bàn tay cùng nhiều vết thương trên mặt và đầu. Anh Thắng hy sinh tại chỗ và mũi chủ yếu bị lộ. Mặc dù các đồng chí trong mũi ném thêm mấy quả lựu đạn nữa, nhưng không hiệu quả. Địch phản ứng ngay và quyết liệt. Anh Lê, đại đội phó đặc công chỉ huy trận đánh, ra lệnh đưa liệt sĩ rút lui. Bọn bảo an ở đầu bờ và bến đá liền cơ động đến, nổ súng nhằm bao vây đặc công. Mũi chủ yếu đưa anh Thắng đến miếu cô hồn cặp lộ 91 thì không thể mang anh Thắng theo được vì địch ập đến. Các đồng chí đặc công vừa chiến đấu vừa thoát khỏi vòng vây quân địch. Trận đánh thất bại, nguyên nhân đầu tiên là do lựu đạn ta nổ cướp trên tay. 3 ngày sau, chúng tôi nhận nhiệm vụ cử lực lượng hỗ trợ đưa huyện Châu Phú qua đoạn lộ Cây Châm, lộ 91, về vùng Ô Long Vĩ, bám địa bàn xây dựng cơ sở. Phân đội trinh sát cử một tổ gồm tôi, anh Long, anh Hồng Gô. Vì đại đội trinh sát có hai anh tên Hồng, một anh được ghép tên Hồng Gân và một anh tên Hồng Gô hay còn gọi Hồng Dâu. Do anh Long chỉ huy, trên xuồng còn có thêm anh Việt Lửa ở đại đội đặc công quá giang về vùng lộ Cây Châm thăm gia đình. Chúng tôi vượt kênh Vĩnh Tế đến quốc lộ 91
đoạn ấp cây châm khoảng 20 giờ. Cảnh giới hai đầu lộ 91 xong, chúng tôi đưa một bộ phận lực lượng cùng phương tiện xuồng của huyện Châu Phú sang lộ 91 xuống vùng Ô Long Vĩ làm nhiệm vụ. Bộ phận còn lại triển khai vào nhà dân tại ấp cây châm làm công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Tổ trinh sát chúng tôi phụ trách chốt chặn trên quốc lộ 91 từ hướng núi Sam. Tôi và anh Hồng Gô ở lại cảnh giới, còn anh Long đưa anh Việt bám về hướng núi Sam theo quốc lộ 91 để thăm gia đình. Khoảng 23 giờ, bỗng có loạt tiểu liên AR-15 nổ trước mặt chúng tôi chừng 50 mét. Sau đó là tiếng nổ của quả M-79. Một bóng người lảo đảo chạy vụt qua tôi khoảng 10 mét, rồi lao xuống sàn nhà dân bên bờ nam lộ 91. Tôi đang ngờ ngợ về người này thì anh Long chạy đến. Tôi nhận ra ngay liền gọi: "Anh Long, em đây." Anh tạt về phía tôi và nói: "Nó bắn anh và thằng Việt, anh đã bị thương." Anh đưa khẩu M79 cho tôi bằng tay trái và mặt vẫn ngó về hướng địch vừa bắn để quan sát. Chộp khẩu M79, tôi thấy máu nhảy nhụa liền nói: "Anh ngồi xuống đây, em băng bó cho. Ban đêm chắc nó không dám đuổi theo liền đâu." Tôi quay sang phía bên kia lộ, nói với anh Hồng Gô: "Anh Hồng ơi, anh nhóng lên một đoạn cảnh giới, nếu nó đuổi theo thì bắn chặn nó lại, để em băng cho anh Long và tìm anh Việt." Thằng Việt đi sau anh, vừa ra khỏi nhà là nó bị từ trong nhà bắn sau lưng. Chắc thằng Việt bị nhiều viên lắm. Anh Long vừa đưa bàn tay phải cho tôi băng, vừa nói tiếp: "Chú thằng Việt bắn, vì thằng Việt mới cự chú nó bắt bò của nhà thằng Việt, bán lấy tiền, thua hết." Anh Long đứt lìa ngón tay cái của bàn tay phải. Viên đạn vừa cắt đứt ngón tay anh Long, vừa làm đứt luôn dây đeo súng M79. Nhưng anh Long vẫn kịp dùng tay trái bắn quả đạn về phía địch, tuy không chính xác. Vừa băng bó bàn tay bị thương của anh Long xong thì nghe tiếng AK của anh Hồng điểm xạ hai loạt ngắn. Tôi bảo anh Long ngồi đó để tôi đến chỗ anh Hồng. Đến nơi gặp anh Hồng, anh nói: "Có hai thằng mò đến cặp hai bên lộ, tao đẩy cho mỗi thằng một loạt, nó bỏ chạy rồi." Anh tiếp tục cảnh giới ở đây, tôi đưa anh Long gửi xuồng của huyện Châu Phú về trước. Hai anh em mình tìm xác anh Việt sẽ về sau. Anh Long đồng ý. Nói xong, tôi liền quay về chỗ anh Long. Tôi liên lạc được với các đồng chí ở huyện Châu Phú, đề nghị nếu các đồng chí làm nhiệm vụ xong, nên tranh thủ rút về trước và cho chúng tôi gửi anh Long theo, còn tổ trinh sát tỉnh sẽ ở lại khi tìm được anh Việt, chúng tôi về sau. Tôi trao đổi với anh Hồng, hai anh em sẽ ở một vị trí và một người cảnh giới địch, còn người kia mò tìm anh Việt. Tôi tin rằng anh Việt đã hy sinh, bởi khi lao xuống nước, không thấy anh quậy đập gì cả. Anh Hồng xung phong cảnh giới địch để tôi mò tìm. Tôi mò dưới nước cả ba sàn nhà mà vẫn không gặp anh Việt. Tôi lần ra sau nhà nơi nước sâu khoảng 2,5 mét, rồi lặn xuống, ôm gốc cột nhà bếp, dùng chân già. Bỗng tôi nghe tiếng âm thanh tích tích ở gần bên phải. Tôi liền mở mắt ra nhìn, thấy các tia sáng li ti. Hết hơi tôi trồi lên, lần qua vị trí đó và lặn xuống áp sát chùm tia sáng thì đụng anh Việt, vì âm thanh cùng chùm tia sáng chính là minua của cái đồng hồ radio của anh Việt phát ra. Tôi mò ôm ngang hông kéo anh lên, nhưng không nhấc anh lên được. Trồi lên khỏi mặt nước, tôi lội lại gần anh Hồng báo: "Thấy anh Việt rồi, nhưng tôi kéo anh lên chưa được. Anh chú ý cảnh giới để tôi đưa anh Việt lên." Nói xong tôi quay về chỗ có anh Việt, lấy hơi lặn xuống mò lên phần trên của anh. Hai tay anh ôm chặt cột nhà và đá cứng. Trồi lên khỏi mặt nước nghỉ mệt, tôi nghĩ. Thì ra trước khi chết anh đã bấu vào gốc cột, 2 giờ dưới nước nên co cứng. Hèn chi tôi lôi anh lên không được. Tôi lại lặn xuống gỡ hai tay anh ra khỏi gốc cột nhà và ôm anh trồi lên mặt nước,
kéo anh lên bờ lộ 91. Sau đó cùng anh Hồng khiêng xuống xuồng, rồi nhanh chóng rời khỏi lộ 91 để vượt kênh Vĩnh Tế sang bờ Bắc về căn cứ. Khoảng 3 giờ sáng, hai anh em tôi dừng lại nghỉ và ước lượng còn khoảng chừng 5 đến 6 km nữa là đến phum Kepler Lơn, Rồng Bà Ca. Tôi bò đến chỗ anh Việt nằm ở đoạn giữa xuồng, bấm đèn pin soi và lật nghiêng anh Việt thì thấy anh bị trúng 2 viên đạn. Một viên đạn phá lỗ to đường kính khoảng 5 cm ở bánh chè vai trái, còn một viên xuyên phần cột sống gần thắt lưng cũng bên trái. Cả hai vết thương đều đang rịn máu. Anh Hồng cùng tôi dùng các cuộn băng chèn vào các vết thương và băng lại cho anh Việt, rồi hai anh em nằm xuống hai đầu để nghỉ. Xin tóm tắt về anh Long và anh Việt để bạn đọc hiểu, chia sẻ và vinh danh các anh. Anh Long Nguyễn Kim Long hay Trần Tử Long là em của chú Út Đường và Út Đậu, quê ở Chợ Mới. Anh Long có dáng người cân đối, gương mặt chữ điền, nước da trắng, tính tình cởi mở. Anh là người khỏe mạnh và rất dũng cảm trong chiến đấu. Đi cùng anh, tôi rất an tâm. Trước kia, anh công tác ở đội biệt động Long Xuyên cùng chú Út Lê. Đến năm 1971, đội biệt động Long Xuyên được đưa về nhập với đại đội trinh sát tỉnh C383. Khi tôi về đại đội trinh sát thì gặp các anh gốc biệt động Long Xuyên, gồm anh Trung Hàm Én, đại đội phó trinh sát tỉnh, sau được điều về làm đại đội trưởng đại đội 1 tiểu đoàn 512 và hy sinh ở xã Tân An, Tân Châu cuối năm 1972. Anh Long, anh Chín Lượng, tức Lĩnh, anh Dũng, anh Thiền, anh Thần, anh Lương. Anh Lương hy sinh đêm 20 rạng 21 tháng 5 năm 1972 khi đánh đồn Khánh An. Còn anh Long, anh Thiền, anh Dũng thì đầu năm 1973 được điều về tỉnh Châu Hà, rồi lần lượt hy sinh trước năm 1975. Chỉ anh Chín Lượng cùng anh Thần ở lại đại đội trinh sát An Giang đến giải phóng miền Nam năm 1975. Anh Việt ở đại đội đặc công tỉnh, tôi biết anh và có dự đám thành hôn của anh và anh Thắng Còm. Có điểm trùng hợp đau xót là hai anh tổ chức đám cưới chung mà khoảng 2 tháng sau thì hai anh lần lượt hy sinh, cách nhau 3 ngày, cùng địa bàn xã Vĩnh Tế, nơi anh Việt hy sinh, lộ Cây Châm, và anh Thắng, đồi Bạch Vân, cách nhau khoảng 2,3 km, bỏ lại hai người vợ trẻ. Trở lại chuyện chúng tôi, nằm nghỉ trên xuồng một chút, tôi thiêm thiếp ngủ. Bỗng nghe anh Hồng la lên, trời ơi, thằng Việt còn sống! Rồi anh nhào xuống nước, lội ra xa xuồng. Tôi nằm sau lái xuồng bừng tỉnh, lồm cồm bò lại nơi anh Việt, sờ vào anh vẫn nằm cứng đơ. Toàn thân lạnh ngắt, tôi gọi và nói với anh Hồng. Anh Việt cứng đơ lạnh ngắt mà, giống cái nỗi gì, anh lên xuồng đi. Anh Hồng vẹt lúa mùa lội lại. Anh lên xuồng xong, tôi hỏi. Làm sao mà anh nói anh Việt còn sống? Tao thấy nó nhúc nhích cây sào bên hông tao 3 lần, tao liếc dòm, thấy hình như nó trở mình. Anh rên rỉ trả lời. Không phải, tại mình em ướt nước, ngứa ngáy, em buồn ngủ, nên vừa thiêu thiêu vừa gãi ngứa đụng cây sào, tôi giải thích. Bà bắt mày, làm tao hết hồn. Anh Hồng mắng tôi, rồi anh nói tiếp. Khi đến đây nằm thiêu thiêu ngủ, thấy cây sào động đậy, tao liên tưởng thằng Việt trách tao sao không tiếp mày mò nó, nên nó tỉnh lại. Anh nói sao chứ chết mấy tiếng đồng hồ dưới nước mà đến bây giờ làm sao ai sống lại. Chỉ có anh sợ ma mà thôi. Tôi chọc anh. Anh Hồng là một trong những đồng chí được chọn lựa từ đại đội trinh sát tỉnh đưa vào căn cứ biệt kích Ba Xoài cải trang làm lính biệt kích địch, để sau đó tham gia cuộc khởi nghĩa của Trung úy Quang ở Ba Trúc năm 1968. Khi về đến căn cứ một thời gian
nhưng không biết vì lý do gì mà anh bỏ ngũ về vùng giải phóng nghỉ làm dân, làm giải phóng mùa, và được gia đình động viên trở lại đại đội trinh sát sau chiến dịch tháng 5 năm 1972. Đến bây giờ khi gặp nhau, anh em chúng tôi vẫn thường nhắc chuyện. Cuối tháng 9 năm 1972, chúng tôi rời căn cứ B2 ở Rồng Bà Ca để về sông Hậu, chuẩn bị cho ký kết Hiệp định Paris, buổi liên hoan mà các anh các chị huyện Châu Phú đãi chia tay phân đội trinh sát là bữa ăn bánh xèo cùng chè xôi nước. Chị Bảy Nhị, em anh Tư Đạt Du quê Châu Phú và chị Lệ, chị Tuyết cũng nước mắt ngắn nước mắt dài lưu luyến bịn dịn chia tay chúng tôi. Trong chiến tranh, sự gian khổ hiểm nguy, sự hy sinh mất mát đã tạo ra và tích tụ thành một tình cảm thiêng liêng vô cùng quý báu. Đó là tình đồng chí. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.